Chủ tịch Miss Universe bóng gió Philippines Autop, cựu Á hậu Miss Grand nhạt nhòa Venezuela Coracao sẽ vào top 2. Chỉ còn một ngày nữa, đêm chung kết Miss Universe 2022, Hoa hậu Hoàng Vũ lần thứ 71 sẽ chính thức diễn ra. Ngay lúc này, giới chuyên môn và người hâm mộ sắc đẹp toàn cầu đang rộn ràng hơn bao giờ hết bởi những dự đoán và nhận định về các chiến binh mạnh, những cô gái có khả năng cao giành vương miện. Theo đó, sau đêm bán kết và theo dõi xuyên suốt quá trình hoạt động của 85 thí sinh trong khuôn khổ cuộc thi, hai đại diện đến từ Venezuela và Curacao là hai người đẹp được hâm mộ kỳ vọng vương miện nhiều nhất ở thời điểm hiện tại. Không chỉ sở hữu nhan sắc đỉnh cao, kỹ năng trình diễn tốt cùng khả năng ứng xử nuốt miếng, ngó qua profile của hai cô gái này cũng khiến người hâm mộ phải trầm trồ và e dè thay cho Ngọc Châu. Đến từ cường quốc Hoa hậu Venezuela, Amanda Dudamel luôn được đánh giá là một trong những quái vật 5.000 máu của mùa Miss Universe năm nay. Amanda năm nay 22 tuổi, sở hữu chiều cao 1m79 và gương mặt xinh đẹp. Đại diện Venezuela được biết đến là nhà thiết kế thời trang, đồng thời giám đốc sáng tạo của một tổ chức phi chính phủ, có được chuyên trang Global Beauties đặt cược cho chiếc vương miện Hoa hậu Hoàng Vũ 2022 ở thời điểm hiện tại. Những phần trình diễn của cô trong đêm bán kết cũng khiến khán giả phải há hốc vì quá đỗi chuyên nghiệp và thu hút. Song hàng loạt các bảng xếp hạng đều có sự góp mặt của đại diện Venezuela ít nhất là trong top 5 chung cuộc. Một chiếc ngựa ô của mùa giải năm nay nổi bần bật trong đêm bán kết phải kể đến đại diện Curacao. Nếu như trước đó đại diện Thái Lan hay Philippines được rất nhiều người kỳ vọng sẽ giành vương miện thì sau bán kết, Curacao xuất hiện làm những cô gái khác hoàn toàn bị lu mờ. Ngay từ khi xuất hiện, người đẹp đã thật sự tỏa sáng với những phần trình diễn không còn lời nào để chê. Từ cú bắt cam siêu mượt, khuôn mặt sáng cùng profile hoàn hảo, đại diện Curacao khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Hoa hậu Curacao tên thật là Gabriela Dos Santos, sinh năm 2002. Cô là một phụ nữ truyền cảm hứng, nhiều động lực phấn đấu và dẫn dắt, một người phụ nữ cộng đồng và thúc đẩy mọi người không chỉ tin tưởng vào bản thân mà còn theo đuổi những tham vọng lớn nhất của họ. Được biết năm nay cũng là năm đầu tiên Miss Universe được tổ chức dưới sự dẫn dắt của tỷ phú người Thái Annie. Chính vì thế, cuộc thi liên tục đổi luật khiến cho fan vô cùng háo hức. Mới đây, chủ tịch mới của Miss Universe, bà Annie, đã có những chia sẻ với truyền thông trước thềm chung kết diễn ra. Đáng chú ý, trong buổi chia sẻ, bà Annie bất ngờ tiết lộ 30% chiến thắng phụ thuộc vào việc thí sinh đó có thân thiện và giao tiếp với mọi người hay không. Thông tin này nhanh chóng trở thành cú sốc tâm lý đối với đại diện của Philippines bởi xuyên suốt hành trình vừa qua tại Miss Universe, Celeste Cortesi gần như chỉ giao lưu với người bạn chung phòng và tuyệt giao với các người đẹp khác. Đây cũng là lý do khiến cho Celeste Cortesi vấp phải vô số những tranh cãi vì không thân thiện. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực Celeste Cortesi khi cho rằng người đẹp đang mang trên vai trọng trách lớn. Cô đến Miss Universe 2022 là để thi, không phải để kết bạn. Một số bình luận của cư dân mạng trước chia sẻ mới nhất của bà Annie khi nói về tiêu chí chấm điểm tại Miss Universe 2022. Sao hồi đầu không nói vậy đó? Vậy giờ lại chiêu kiểu vậy? Fan này chị đẹp từ Philippines chắc xỉu tại chỗ mất ăn mất ngủ. Biết trước kết quả như vậy, Celeste Cortesi đã không cố tỏ ra lạnh lùng gơ rồi. Celeste Cortesi cao 1m73, hoạt động sôi nổi ở làng giải trí với các vai trò diễn viên, người mẫu, MC. Cô mang các dòng máu Tây Ban Nha, Italy, Philippines, từng làm việc ở châu Âu trước khi về quê hương thi nhan sắc. Tại Miss Universe 2022, cô được nhiều khán giả đánh giá cao ở sự tự tin, thần thái cuốn hút và được kỳ vọng sẽ trở thành người kế nhiệm của Hanas. Ngoài Philippines, Guatemala cũng là một trong những ứng viên được đánh giá cao từ đầu. Tuy nhiên, sau đêm bán kết, đại diện nước này là Ivana Bachelor lại khiến cho công chúng vô cùng thất vọng vì trình diễn nhạt nhòa. Ivana Bachelor đã nổi tiếng trong giới sắc đẹp khi từng đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2020 Miss Grand International. Tại cuộc thi năm đó, Bachelor được ủng hộ nhiệt tình nhưng cuối cùng thất bại trước Abena Abia, đại diện của Mỹ.